dụng các cái nguồn nguyên liệu của địa phương. Như các bạn nhìn thấy là cái hôm nay chúng tôi vừa trộn một cái loại giá thể trồng cây trong nhà bằng bã cà phê, bìa và giấy vụn, các cái cành cây, các loại gỗ mục, lá cây dụng, xốp cắm hoa cũ, vỏ quả dừa uống nước mà ở các hàng cà phê người ta bỏ đi, đá perlite. Các bạn thấy là những cái vật liệu này thì mọi người có thể lấy được ở mọi nơi và tất cả mọi người đều bỏ đi rất là nhiều. Chúng ta chỉ cần thu gom về và xử lý là chúng ta có thể tạo được một cọng trồng cây hoàn hảo để giúp cây trong nhà có thể phát triển và mọc rất là nhanh. Cái mục đích của tôi là dùng cái nhựa để làm cái áo cho cái cọc rêu để cho nó không, cái tốc độ bốc hơi nước nó sẽ chậm đi và giúp cho cái giá thể lúc nào cũng ẩm để cây phát triển tốt. Thế xuất phát từ ý tưởng là dùng một cái màng nhựa để làm áo thì tôi hiện tại đang sử dụng rất là nhiều các cái nguồn nhựa khác nhau. Như các bạn thấy là hôm nay tôi tái chế từ cái bạt cũ của các cái hội chợ triển lãm hay là các cái event mà người ta in các cái bạt và sau event người ta sẽ bỏ đi, thì tôi đang dùng cái bạt đó. Thứ hai là tôi cũng có thể dùng các loại nguyên liệu khác như là túi bóng, túi nhựa đi chợ hay là cái áo mưa mặc một lần, mọi người rách hoặc người bỏ đi thì tôi cũng dùng cái đó. Các loại túi đựng thực phẩm, thức ăn. Chính vì là cái cọc này dùng cái áo bằng ni lông để có tác dụng là về mặt kỹ thuật là giúp cây phát triển tốt và bảo vệ cái rễ cây để làm tăng cái tính thẩm mỹ của cái cọc cây này bằng cách là chúng tôi dùng các loại giấy, các loại bìa hay là các loại vải vụn, hoặc là như Tết này thì chúng tôi đang dùng cái vải con công để tạo cái không gian cho Tết để mọi người nhìn thấy nó sẽ vui tươi hơn. Khi mà mọi người tận dụng rác của gia đình mình để trồng cây thì nó sẽ giảm cái lượng rác mà mọi người thải ra ngoài môi trường.